bụi đời nó lại nó ăn cái cơm á. Dĩa 15 ngàn đi, ăn rồi đi. Nó trả một xu. Nó trả một xu cũng đi. Vậy đó. Khổ trời ơi. Thôi bán một lần được, mình lấy tiền mình ra quan đâu. Đi bán là mình phải xách nhiều đồ vậy đó cô. Tôi chở xe đạp như hai vỏ với này. Trời ơi. Trời, hôm qua gặp cái hai vợ chồng cái ông kia. À, lại ăn dĩa cơm 5 ngàn, mua 3 dĩa cơm không. Ăn xong rồi cái nó kêu mình nè. Dĩa cơm nhiêu cô? Nó mua cơm không á, nó có đồ ăn, nó mua cơm không dĩa 5 ngàn 3 dĩa. Nó ăn đã rồi cái nó là chút nữa trả tiền. Hôm gà mười mấy ngày hôm qua đòi nó cái nó. À, bây giờ tôi đánh lộn trời. Cái cô nhắm cho tôi già tôi bánh lộn lại cô không? Có năm có nghĩa là ảnh mua cô 15 ngàn cơm là cơm không với 3 dĩa à. Mà ảnh không trả tiền. Cô đòi tiền ảnh hỏi là có bánh lộn trừ không? Trời ơi sao mà nghe tàn quá trời. Nha. Nhưng mà ảnh có biết hoàn cảnh cô khổ gì không? Biết không biết nó thì nó cũng bụi đời đó. Cái đời con vợ nó giờ bánh lộn trừ đi. Tôi nói tôi già tôi bánh lộn đâu có lại cô mà cô rủ tôi bánh lộn con gái hay con trai gì cô không trả cô thì hai vợ chồng đó trời ơi trời tôi nói cô thì cảm trả thôi đi chứ cô đừng rủ bánh lộn tôi già tôi yếu sao tôi bánh lại cô trời ơi có nhiều người tàn cô nhẫn vậy như cô vậy đó. Dạ em chào anh nha. Dạ anh là con của cô hả? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bốn mươi tám hả? Nhưng mà anh bị sao? Anh nghe nói là anh bị bệnh gì? Anh bị bệnh gì? Bị cột sống hả? Đa cột sống. Đa cột sống. Bị gì cô? Thần kinh phân liệt á. Thần kinh phân liệt là nó bị nó làm sao? Nó một lần nó ngủ không được, ban đêm nó đi hoài như vậy. Phường cho uống thuốc rồi mỗi tháng thì giờ ổn định rồi. Dạ. Rồi giờ anh mổ kéo hormone lên. Vậy mổ kéo hormone. Vậy này anh có gia đình chưa? Chưa. 50 tuổi, bốn mấy 50 rồi hả? 50 rồi. Rồi vậy hàng ngày là anh phải phụ cô để mà đi bán cơm mà. Bán cơm ngoài lề đường á cô? Tiếp mua bán. Dạ, mà nhà mình có mấy thành viên gì cô? À, được ba đứa con mà thằng kia thì nó có vợ nó bên vợ á. Dạ. Còn được hai đứa nuôi đó. Dạ, cô nuôi ai? Cô nuôi anh này với anh nào nữa? Đó, thằng trong buồng nữa. Anh kia nữa, còn một người nữa hả? Người kia bị sao cô? Nó bị đau cột sống. Nó đi không được, cái lưng nó cong vòng. Ủa rồi anh này bị đau gì? Thằng này thì nó bị thần kinh phân liệt. Thần kinh. Dạ, vậy là anh này bị thần kinh phân liệt. Còn anh kia thì đau cột sống. Vậy là cô phải nuôi hết gia đình luôn một mình cô. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 70 tuổi hả? Người chú. Chú bây giờ chúng ta sẽ thăm chú một chút xíu. Wow, chú bao nhiêu tuổi rồi cô? 74 tuổi rồi. Vô. Chú bị tai biến lâu chưa cô? 3 năm tai biến 3 năm. Chú bao nhiêu tuổi rồi? 74 rồi. 74 rồi hả? Thì chú nằm suốt vậy đó hả? Nằm hoài vậy chứ đi ngồi đâu có được, cột sống nó bị ngã. Dạ, vậy là đi vệ sinh rồi các kiểu là cô phải lót tả rồi chứ làm sao giờ. Vậy cô hàng ngày cô bán cơm từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô? 5 giờ tới 9 giờ cậu ơi, bán 2 kg bán. Được. Dạ. Vậy giờ cô đang chuẩn bị để mà đó thì từ từ nó dọn ra cho tôi. Tôi ra chợ tôi ngồi tôi bán. Dạ. Lúc này bị dịch thì buổi tối người ta không đi chợ, nó vắng nó chết thì bán không được. Vậy là cô bán buổi tối thôi phải không? Ừ, bán buổi tối. Bán cơm gì vậy cô? Xong sắp cơm nước cho ổng. Dạ. Ăn đêm thì bán được mấy cái. Người anh kia bị liệt đó là anh đó là bị liệt lắm chưa cô? Mấy năm rồi nó đau cuộc sống đó.
vì nó bị cổ nó cứng. Cứng luôn hả? Nó cứng cổ. Bao nhiêu tuổi rồi ảnh? Bao nhiêu tuổi? 30 tuổi rồi. 30 hả? Bây giờ vô chồng thăm ảnh được không cô? Được. Nhưng mà mình vô thăm ảnh có cho không? Cho. Dạ, có ai vô thăm chưa cô? Có, mà ở phường rồi. Dạ, cô vô chồng, cô vô chồng, cô dẫn con vô đi. Ông đang đi đi cầu, đang đi cầu. Đang đi cầu hả? Dạ, không sao đâu. Các bạn thân mến, hôm nay Xanh tới thăm nhà của cô, hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Tại vì được nhiều các bạn comment trên YouTube của Xanh là yêu cầu tới thăm hoàn cảnh của cô. Dạ, con chào cô ạ. Cô, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. 70 rồi hả cô? Vậy thì cho con hỏi là chú là bị tai biến lâu mấy năm rồi chú? 3 năm. 3 năm rồi hả? Vậy là chú ở một chỗ vậy thôi á hả? À, mới đầu còn ngồi xe lăn được. Dạ. Vì biết rồi hết trên ngồi xe lăn luôn. Dạ. Vậy vừa có đi chăm cứu gì thử không cô? Một lần có đi chăm cứu hoài mà không hết. Chứ không hết. Đi, đi bác sĩ nói sao bị tai biến hả? Bị tai biến bác sĩ nói bây giờ cho ví dụ bệnh đau thì cho uống thuốc thì thôi chứ biết sao vậy. Không có chữa được. Dạ. Rồi nghe nói là cô cũng có anh này cũng bị sao vậy? Anh cũng bị bệnh. Anh tên gì? Đau cuộc sống. Nó bị mà thần kinh phân liệt. Thần kinh phân liệt à. Mà nó biểu hiện nó thế nào anh? Thì lúc đầu thì nó ban đêm nó đi hoài rồi tôi mới xin đi đâu đi đâu đi sao đi bụi á đi bụi hoài đi. Ủa, tại sao là phải đi rồi nó bệnh rồi nó đi hoài rồi tôi mới xin nó bị thần kinh não hả? Rồi cái tôi mới xin phường cho nó uống thuốc kiếp đi 10 giờ tối đi khám bệnh hoài mà nó bị mổ 3 lần nữa đó. Mổ gì vậy cô? Mới đầu thì bệnh mà đau chỉ, mới đầu cái cuộc thừa mổ cuộc thừa một lần đầu rồi ha, sau cái nó bị ra bệnh chỉ cái lồi gan cục nó lớn nè. Dạ. Rồi cái hậu môn cái bác sĩ cắt bỏ để cái hậu môn bên ngoài. Dạ. Bên ngoài 3 tháng sau nó mổ nữa đem chở vô mà mổ nữa đem chở vô được. Dạ. Kéo lên. Vậy là mổ luôn. Đem chở vô được đó là khỏe thôi chứ phải là đem chở vô không được là để cái hậu môn suốt đời. Còn lúc đó mình mổ thì kinh phí đâu mình mổ gì cô? Bệnh viện lớn á. Bệnh viện lớn nhưng mà tiền đâu mình mổ. Giống như ai? Mổ đó ở phường cho bảo hiểm. Dạ, không bảo có tốn tiền. Dạ. Rồi một anh ở trong phòng là 30 tuổi là cũng bị sao vậy cô? Nó đau cột sống á. Dạ. Cái lưng nó bị chấn thương á, rồi cái nó nhức hoài vậy bây giờ. Mà anh bị từ khi nào? Là có bị dạ. Va chạm gì không cô? Hồi đó nó đi học á với thằng bạn nó giỡn nó mà xô nó vô tặng đá đó rồi nó về nó không nói. Nó về nó không dám nói. Rồi tới giờ chấn luôn. Thương rồi bây giờ nhìn làm sao mình chịu nổi. Là bị mấy năm rồi cô? Cái người 30 tuổi đó. Cũng bị tuổi mùi hả? Đâu có, nó tuổi con. Tuổi con gì? Thân hả? Không phải tuổi thân nữa. Ba mấy hả? Nó tuổi gì của anh mẹ đó. Dạ, bỏ qua đi cô. Cái cho con hỏi là ảnh bị như vậy lâu chưa cô? Ảnh bị liệt gì lâu chưa? Cũng mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Rồi gì trong cái lúc mà thời gian mà ảnh bị như vậy rồi ông lại bị như vậy rồi anh này lại bị như vậy là nhà là trông cậy vào một mình cô thôi. Cô gánh vác hết chuyện gia đình luôn. Tôi đi bán từ săn sóc rồi ăn uống rồi xong rồi cô đi kiếm tiền luôn. Rồi cô bán cơm ở ngoài đó là cô bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Bán tới 9 giờ mà 5 giờ chiều dọn ra bán tới 9 giờ. 9 10 giờ. 5 giờ chiều dọn ra đó, giờ này bắt đầu dọn. Yeah. Dọn ra bán đó. Yeah. Vậy là nhà chỉ phụ thuộc vào cô thôi. Một ngày cô bán cô bán khoảng bao nhiêu dĩa cơm, một dĩa bao nhiêu? Mà bán có 2 kg mà bữa nào bán hết thì có tiền. Dạ, bữa nào 2, 3 kg, thì sáng được chợ không có tiền. Mắc có mấy chục ngàn bạc không. Vậy đó. Là nhà cô là chỉ có phụ thuộc cô bán cơm thôi, có kinh tế gì nữa không cô? Không. Không hả? Có nhiêu đó thôi à. Dạ. Cực quá cô ha. Rồi mà bán được không nó gì bán ế chết đó gầy ta không đi chợ mua ăn gì bán ế thế nào. Dạ. Rồi bây giờ chú thì chú giật luôn chú giật nữa hả? Thì gung đó. Gung gì hoài đó hả? Trời ơi. Bị gung hoài. Chú bị gung ghê luôn. Liệt ha. Mà chú ăn uống được không con? Có bữa ăn được chén cơm, có bữa ăn được chén cháo. Dạ. Trước lúc đỡ còn ngồi được chứ giờ là nằm
Giờ hồi trước ngồi được liệt nhưng còn ngồi được giờ nằm luôn. Bây giờ cuộc sống nó yếu quá, ngồi là ngã không. Hồi nãy cô nói chú bao nhiêu tuổi không quên? 74 tuổi. 74 rồi cô bao nhiêu 70. Cô 70. Dạ. Wow. Lớn tuổi hết rồi. Lớn tuổi hết rồi. Bây giờ cầu cho cô có nhiều sức khỏe đi chứ nếu mà cô yếu nữa thì nhà mình cũng không có biết trông cậy vào ai luôn. Rồi cô năm nay cái sức khỏe cô hiện tại là thế nào cô? Tốt không cô? Thì cũng khỏe, cũng đi bán mỗi ngày vậy chứ cũng yếu giò, bữa nhất cũng chết vậy. Bữa nhất thì uống thuốc vô nó hết nhất rồi đi bán. Dạ cả hai đứa. Dạ. Con nhìn thấy cô thấy chắc cũng khắc khổ lắm, như là tâm lý mình thì cũng buồn chứ lại mọi việc rồi cô gánh hết luôn. Là cô đẩy xe đẩy đó đó cô. Thằng này đẩy nè, đẩy cho tôi đi chợ. Vậy là bây giờ anh được uống thuốc, anh ổn định thần kinh lại không? Ổn định. Tôi thì đạp xe đạp, chở đồ đi chợ. Chiếc xe đẩy ngày hôm qua bị trộm cái xin lại rồi đó. Trời ơi, mới dọn ra nhưng để xuống chưa có bán. Để đâu? Để cũng như cái bên cũng những bàn bán đây rồi để xe đẩy đây mà nó dọn công lưng mẹ con nó dọn. Nó cấp xe đẩy. Trời ơi, xe đẩy cũng lấy nữa hả? Cái xe đẩy cũ rồi đó hả? Ừ đó mà nó còn lấy nữa. Cái tối dọn về đó có xe dọn cái tôi phải đi mượn người ta dọn. Dọn xong rồi cái mời đi báo công an cái đi xuống dưới bến đò dưới thấy xe nằm dưới người trời công an nó mới bắt về phường. Bắt cái người đó hả cô? Bắt chiếc xe đẩy này nè, dạ. Về phường giữ 9 ngày mới bán mấy cái gài đó. Mới bán lại 9 được. Ngày đâu có xe đẩy đâu đẩy bán nghỉ. Dạ. Bây giờ anh kia đang ở trong phòng là đi vệ sinh trong phòng luôn. Rồi cô là dọn dẹp cho ảnh luôn. Mình nó cô luôn. Có cầu nó đi lên được, nó đi cong cong cái lưng mà nó đi lết lết ra ngoài rồi đi được. Giờ đi ra đang đi có đi vô phòng chưa? Chưa. Dạ chưa. Thôi kệ đi không sao đâu cô. Không sao đâu. Tại vì con mới muốn tới đây để mà tìm tìm hoàn cảnh của cô với lại gia đình của cô á, nếu có bạn mạnh thường quân nào, nhà hảo tâm nào muốn giúp đỡ thì sẽ tới đây thăm cô. Ở đây là phường 9 đó cô. Phường 9. Số nhà bao nhiêu cô? Số nhà 365/18. Dạ. Phường, phường 9. Được rồi cô, được rồi. Con đọc là mọi người. À. Con đọc là mọi người biết rồi. À. Tại vì nếu mà 365/18. Dạ. Phường 9, thành phố Sóc Trăng. À. Dạ. Bây giờ thì con tới đây thì cũng không có cái gì hơn, bây giờ con có một cái món quà nhỏ nhỏ thôi, cái này cái lòng của con thôi. À. Tại vì con tới đây mục đích con là để quay cho mọi người xem với lại biết tới hoàn cảnh của cô để chia sẻ với cô. À. Chứ con giống như con là một cái cầu nối gì đó. À. Nhưng mà bây giờ con đã đọc cái địa chỉ của cô rồi thì mọi người nào có giúp thì cứ đi tới trực tiếp. Còn cái này là cái tấm lòng của con tới đây thôi, con nghe hoàn cảnh bà gì cô gì con cũng muốn chia sẻ một chút xíu rồi con biếu cô. Cảm ơn. Dạ. Giúp đỡ cảm ơn. Dạ. Bây giờ thì cô cứ dọn dẹp đi, bây giờ tới giờ buôn bán rồi. Vậy. Rồi con sẽ theo chân cô đi coi xem cô bán cơm nha. À. Giờ con quay một chút xíu gia đình mình để cho mọi người thấy. À. Rồi bây giờ xin mời cô nha. Dạ. Là chúng nó ăn cắp đó hết rồi ông. Xe đẩy này mới lấy lại được đó hả? Giam 9 ngày hả? Cắp rồi lấy lại. Mà phải 9 ngày mới lấy lại được hả? Công an thành phố mới lấy lại. Rồi các bạn thấy không? Dạ cái xe đẩy cái chén cơm của gia đình của cô mà kẻ xấu vẫn lấy đó các bạn. Sao vậy anh? Cái chữ gì? Vụ của nó. À, cái vụ mà bị ăn cắp á hả? Vụ 100. À, công an ghi lại phải không? 173 phường 9. Dạ. Trời ơi cái xe như vậy nó cũng ăn cắp nữa. Dọn xuống chưa kịp phá lại mà lo dọn luôn, cô dọn mà nó đúng là kẻ xấu thì đó. Mình khổ rồi còn người khổ hơn nữa. Nguyễn Trung Đại. Dạ. Rồi bây giờ bà dọn ra xong hết chưa? Dọn cô dọn hết chưa? Cô ơi cho con quay ở đằng sau một chút xíu được không cô? Dạ. Dạ. Bạn ơi bây giờ theo bà. Đây là cái phòng này của ảnh đó phải không? Ờ đó, cái phòng đó. Trời ơi các bạn.
nước no gì đi. Rồi một chút xíu là anh đi, anh đẩy đi với cô á cô. Ừ, chút nữa. Giờ cô để mùng cho chú hả? Ừ, để thôi mũi. Thôi mũi. Chú có nói chuyện được không cô? Nói cứ nghe được đâu chú ơi. Vậy hả? Chắc mở miệng không được đúng không? Ừ. Nói nghe không có rõ, tôi nói cái thả hoài. Trời ơi. Các bạn ơi, chú đang nằm nha. Chú giờ là bất động nha. Tai biến các bạn. Nhà mình chật chội gì đó hả con? Thì tối thằng đó ngủ đây rồi tôi. Vậy là anh hồi nãy tiếp cô là ngủ đây rồi anh kia ngủ trong phòng. Với ẩm ngủ trước có nhiêu đó. Ủa anh nước này mình phải chở đi á hả? Nước này chở đi để rửa đồ. Rửa đồ hả? Ủa trời vậy là nặng vậy đó hả? Vậy là cái xe này nặng lắm á. Vậy anh đẩy với cô hả? À, cô dồn 1 kg rồi. Dồn hết 1 kg luôn hả? 6-10 kg vậy. Lúc trước nước sắp mãi rồi giờ. Bây giờ sắp mình sắp nhà lên đi. Dạ. Ủa gần đó không có nước để mình xin á anh? Mình đỡ cực sắp đi. Ta xài của người ta mà đó. Gần đó có nhà dân mình xin nữa được không? Ở đó anh toàn nên tết cho lắm. Vậy hả? Lúc trước cho còn này người ta nghỉ vậy cho. Dạ. Cái tại sao ý bây giờ mình xách nước đi vậy nó rất là cực. Hoặc là đồ mình nó có thể là mình bán xong á mình gửi đó được không, có chỗ gửi không, rồi khi nào cái nào cần thiết mình hãy về mình lấy đi bán. Ở đó cấp này người ta không cho gửi đâu. Vậy hả? Đồ của mình gửi rồi về, mình bán cái gì á, mặt bằng là mình có phải là người ta có bắt mình trả tiền không, người ta cho không? Cho bán lê đường á hả? Lúc trước thì có đóng, lúc này lúc người ta cho, có lúc người ta lúc cho lúc không phải không? Ừ, lúc cho lúc không. Dạ, vậy lúc này không có lấy nữa. Bán đại vậy đó. Bán đại vậy đó. Có bị đuổi không? Nhầm khi tới đợt kiểm tra dịch tả mình nghỉ ra chừng 5-6 ngày vậy đó. Dạ. Mình bán lại, bán đại vậy đó. Dạ. Phải như mình quen ai bên đó hay mình có thể mình xin nước, mình không cần phải sắp đi như vậy đâu. Cực quá trời luôn, nó nặng nữa. Rồi hoặc là mấy cái đồ này nè, ví dụ như mình có thể mình gửi lại. Ở
rồi cái nào cần thiết mình đem về. Trước mấy quán kia mấy người ta còn buôn bán, người ta xài, người ta cho mình hứng, rồi người ta đi Đà Lạt rồi. Không có ai đó. Rồi mấy người rồi, anh ta tội bà ghê, lúc 70 tuổi rồi chưa được ăn. Người ta đóng nhà nước của người ta mà người ta không cho ai đâu. Dạ. Rồi anh khi anh thấy hoàn cảnh gia đình mình như vậy, với lại cô phải như vậy, phải gánh hết gia đình rồi chú bị gì, cái anh cảm nhận thế nào? Anh có suy nghĩ gì không? Anh nói nghe cái buôn bán cho nó sắp tạm đi. Nhưng mà mỗi lúc mình nghĩ cho lại cho mình cho nó đỡ buồn. Cho đỡ cho cuộc sống đỡ gỡ gì thôi. Dạ dạ anh cứ phụ cho bà đi. Anh cứ phụ cho bà đi. Một chút xíu con đi tới chỗ quay chỗ bà bán á, con với người ủng hộ bà nha. Mọi người biết chỗ bà bán, mọi người qua ủng hộ bà. Đó, bữa bán con đi gửi cho. Bán có được nữa mà có bữa. Ê, Dương. Vậy tối rồi bà có ngủ đủ giấc không? Cô có đủ giấc không con? Được, khi ngủ không được. Dạ, con năm nay 70 mấy tuổi rồi. 70 tuổi rồi. Ý là mình phải lo lắng nhiều thứ như vậy á, chắc mình cũng chằn chọc lắm đó cô. Bán có gì không có gì có gì. Vậy là mình đi bán là mình phải xách nhiều đồ vậy đó cô. Tôi chở xe đạp hai vỏ với này. Trời ơi. Trời, hôm qua gặp cái hai người chồng cái ông kia. À, lại ăn dĩa cơm 5.000 mua 3 dĩa cơm không. Ăn xong rồi cái nó kêu mình dĩa cơm nhiêu cô? Nó mua cơm không á, nó có đồ ăn, nó mua cơm không dĩa 5.000 ba dĩa. Nó ăn đã rồi cái nó là chút nữa trả tiền. Hôm gà mình mấy ngày hôm qua đòi nó cái nó. À, bây giờ tôi đánh lộn trời. Cái cô nhắm cho tôi già tôi bánh lộn lại cô không? Có năm có nghĩa là ảnh mua cô 15.000 cơm là cơm không với ba dĩa à. Mà ảnh không trả tiền. Cô đòi tiền ảnh hỏi là có bánh lộn trừ không? Trời ơi sao mà nghe tàn quá trời. Nghe. Nhưng mà ảnh có biết hoàn cảnh cô khổ gì không? Biết không biết nó thì nó cũng bụi đời đó. Cái đời con vợ cô. Nó giờ bánh lộn trừ đi. Tôi nói tôi già tôi bánh lộn đâu có lại con, cô ngủ tôi bánh lộn con gái hay con trai gì cô? Không trả cô, thì hai vợ chồng đó. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói cô trả không trả thôi đi. Chứ cô đừng ngủ bánh lộn, tôi già tôi yếu, sao tôi bánh lợi con. Trời ơi, có nhiều người tàn nhẫn. Con vậy đó, vô con vậy đó. Trời ơi, cô đã nghèo, đã không đành rồi mà còn khổ. Mấy thằng bụi đời nó lại nó ăn cái cơm á. Dĩa 15 ngàn đi, ăn rồi đi, không trả xu. Không trả xu cũng đi. Vậy đó. Khổ trời đó. Ơi. Thôi bán một lần nữa mình lấy tiền mình đang quan đâu. Đây cái đó là thằng ấy mình đã nghèo mà còn gặp cái eo nữa cô. Vậy là cô đạp xe này đi. À, cô đạp xe đi. Thằng này thì nó đẩy xe đẩy. Dạ. Tôi thì đạp xe đạp. Dạ. Thế giờ ảnh cũng ổn vậy, ảnh cũng tiếp được cô hay, nhưng mà chắc không làm việc nặng nữa cô. Không nổi đâu. Thế ảnh cũng siêng nữa. Chịu khó, chuyển chịu khó. Dạ. Vậy là cái anh hồi nãy con có cô anh 30 ba mấy đó, anh nó bị liệt đó, là anh đó anh sao á cô trong sắm nè, cái đường dạ, nó cong vặn. Ngủ thế chị, cái tới giờ luôn. Cái cổ á. Dạ. Cổ rồi không cong. Dạ. Bây giờ cô đi về, cô đi ha, con sẽ theo chân cô tới chỗ cô bé ha. Mình chưa sang thay một lần dạ. Cái quần tay về, vẫn cái quần dài vô đi con đi bán. Dạ, mặc đồ vô. Mặc đồ lên đi bán đi, má nhà kho má khóa cửa. Ừ, để chú ở nhà mình đó cô. Phá lại chứ bỏ ra cái ổng ở nhà mình chứ có ai. Bán vài tiếng đồng hồ về. Rồi vậy thì chú có ăn uống gì chưa? Có cho ăn chú rồi ăn đó, uống chưa? Mới cho ăn
mới cho ăn rồi là lại đi bán đó. Dạ. À, các bạn cô chú anh chị ơi, đây là hình ảnh của bà cụ 70 tuổi với lại anh này cũng bị bệnh thần kinh đây, cũng kéo xe đi bán. Đi đường nào vậy anh? Đi đường đó đó hả? Trái hay phải? Đi đường này ra nè. Đường này ra hả? Qua đây rồi, qua Hoàng Diệu quá. Dạ. Đi ra một chút đường. Dạ. Bây giờ em sẽ theo chân anh với cô đi bán cơm ha, coi bán cơm ha. Phải 60 á. Dạ. Rồi. Bán khoảng mấy giờ về vậy cô? Nó tới 9 giờ về để cho chú ăn uống ha, chứ coi cái anh kia nữa. Chứ đâu có thức khuya nữa, có ai ăn đâu, vắng chợ cũng chết. Dạ. Bữa nay là mình bán được mấy món gì cô? Bữa nay mấy món cô? 5 món hả? Rồi cái chiên gà xào gừng, thịt kho, mấy trứng. Rồi cái món này món gì đây? Cánh chua. Bà cụ cô này, các bạn ơi, cô bán ngay chỗ góc đường Đồng Khởi nè, ngay giao ngã tư giao giữa đường Hoàng Diệu là ngay trung tâm chợ, trung tâm thành phố luôn hả cô? Dạ. Các bạn thân mến, bây giờ thì Xanh đang chờ chút xíu bà cụ bán cơm nè, nhưng mà không biết có khách không nữa, tại vì mùa này mùa dịch bệnh đó, nên cũng ít có người ra đường để ăn uống ngoài đường lắm. Nhưng mà bà cụ nói nếu mà không có bán á thì không có tiền để trang trải cuộc sống. Giờ Xanh đang ngồi chơi nè, hồi nãy Xanh có ăn rồi cho nên giờ cũng no quá trời rồi, cũng thôi là Xanh cũng kêu một dĩa cơm mà, nhưng mà no quá trời luôn. Chúng ta chờ xem bà cụ bán nha. Bà ơi, rồi mình phải nấu nhiều món như vậy rồi bà, sáng bà phải đi chợ hả? Sáng đi chợ đó. Vậy là sáng dậy sớm nữa hả? 2 giờ đi chợ rồi mới được nấu. Vậy là 9 giờ tối rồi mới về. Về xong dọn dẹp rửa rồi các kiểu rồi lo cơm nước cho chú. Xong rồi đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ăn chén cơm đi ngủ. Dạ, chén cơm mới đi ngủ. Rồi xong rồi cô mấy giờ cô mới được ngủ? 11 giờ mới được ngủ luôn hả? Mà sáng là phải dậy sớm đi chợ nữa. Sáng là 8 giờ rồi. Rồi sáng 6
giờ tối các bạn, bà cụ 70 tuổi rồi mà chưa được nghỉ ngơi nữa. Phải cho ông ăn, mua cái sẵn ăn và mấy giúp đỡ làm gì ăn. Đấy, các bạn thân mến, bây giờ thì trời cũng tối rồi, bây giờ Xanh phải về rồi. Bây giờ xin Xanh sẽ chào bà cụ. Bây giờ chúng ta sẽ chào bà cụ nha. Cô ơi, bây giờ con trời tối rồi, bây giờ con bà cụ xíu bà cụ bán ha. Cô bán ha. Để con cũng chúc cho cô thật là nhiều sức khỏe để mà lo cho chú, lo cho mấy anh ở nhà nữa. Rồi nếu mà có dịp có duyên hoặc là mạnh thường quân nào giúp đỡ thì con sẽ cho địa chỉ tới đây thăm cô nha. Cố gắng lên, cố gắng khỏe nha. Dạ. Dạ, không có gì đâu cô. Dạ, cũng chào cô nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Chúc tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ, và là mọi người nhớ là đeo khẩu trang giữ gìn sức khỏe nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.